Tại trường tiểu học Karama ở khu ổ chuột lớn nhất châu Phi, Kibera, Kenya, các em nhỏ đang vui vẻ hát vang. Cảm ơn bạn đã tặng cho tôi giày. Các em hát bằng tiếng Swahili để kỷ niệm buổi trao tặng những đôi giày đặc biệt từ tổ chức từ thiện Vicus International của Mỹ, hợp tác với Sawahiba Networks, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Kibera. Đối với khu vực cụ thể này và một số những vùng nghèo nhất nước khác, phần lớn các hộ gia đình chẳng mấy ai nghĩ tới những đôi giày. Vậy nên khi những đứa trẻ này tới trường, chúng sẽ được phát đồng phục, nhưng còn giày thì không. Trẻ đi chân trần có nguy cơ cao dẫm phải vật sắc nhọn hoặc bị nhiễm vi khuẩn có hại trong đất hay nước bị ô nhiễm. The Shoe That Grows, tên của đôi giày được quyên góp, đáp ứng nhu cầu của trẻ em đang tuổi ăn tuổi lớn, sống trong hoàn cảnh nghèo khó. Kids grow very fast. Trẻ em phát triển rất nhanh và chúng sẽ sớm không đi vừa những đôi giày bình thường. Đó là lý do tại sao chúng tôi nghĩ ra loại giày này. The Shoe That Grows là một loại giày đặc biệt có thể điều chỉnh theo nhiều cấp độ khác nhau. Vì vậy chúng tôi đặt mục tiêu cung cấp cho trẻ khi trẻ có kích thước nhỏ nhất và có thể điều chỉnh khi bàn chân phát triển đến kích thước lớn nhất. Julia Risper nằm trong số 200 học sinh trường Karama nhận được một đôi giày đặc biệt. Cô bé 13 tuổi cho biết em thường phải đi dép lê đến trường. Cháu cảm thấy như muốn chạy nhảy vòng quanh bởi cảm giác thật quá tuyệt vời khi được đi đôi giày mới này. Giáo viên của Risper, Tom Bryan, cho rằng đôi giày này sẽ giúp học sinh của anh tự tin hơn. Một vài em học sinh của tôi còn phải đi giày rách bởi vì gia đình các em có hoàn cảnh khó khăn. Vậy nên đây là một chương trình vô cùng có ích. Vậy tôi chắc chắn rằng nó sẽ giúp các em không chỉ nâng cao thành tích học tập mà còn cả sự tự tin nữa bởi vì giờ đây các em đã có giày tử tế mà đi. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết 1,5 tỷ người trên toàn thế giới mắc bệnh run sán truyền qua đất hoặc run ký sinh. Con số cao nhất là ở châu Phi cận Sahara, nơi ước tính có khoảng 20 triệu trẻ em đi bộ mà không có giày do mức độ nghèo đói cao. Tổ chức Vicus International cho biết họ đã phân phối hơn 425.000 đôi giày tại hơn 100 quốc gia. Bạn biết đó, mục tiêu chính số 1 là vấn đề y tế, để những đứa trẻ này luôn khỏe mạnh, nhưng cũng để cho các em thấy rằng ai đó thực sự quan tâm đến mình. Mục tiêu phát triển bền vững số 1 của Liên Hợp Quốc đó là kêu gọi chấm dứt nghèo đói dưới mọi hình thức, ở mọi nơi. Mặc dù đối với một số người, một đôi giày chẳng là cái gì, nhưng đối với trẻ em ở Kibera, nó có thể mang lại sự tự tin hơn và sức khỏe tốt hơn.